Rồi, hello chào các bạn ạ. Đầu năm mới 2021, Lương Thanh Bất Động Sản không có gì, xin chúc tất cả bạn bè gần xa một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Một năm có rất là nhiều năng lượng, chuẩn bị rất là nhiều điều để tiếp tục đi vào con đường mà chúng ta đã chọn. Mình nghĩ rằng những gì chúng ta mơ ước mà chúng ta kiên trì thì sẽ thành công các bạn ạ. Cách đây mấy ngày thì mình cũng chia sẻ với các bạn một cái bài nói về khái quát những cái gì đúc kết nhất của bất động sản năm 2020. Đó là những cái dấu ấn mà mình nghĩ rằng ít nhiều các bạn cũng đã thấy được cái thị trường bất động sản năm 2020 nó diễn biến như thế nào. Tất nhiên nó chưa đầy đủ hết các bạn, nhưng mà tự chung lại cái dịch Covid năm 2020 đã ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường bất động sản nói chung và nền kinh tế của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì có rất là nhiều cái phân khúc bị ảnh hưởng rất là lớn, ví dụ như là liên quan đến bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch, những cái nhà hàng khách sạn đã bị một cái tác động rất là lớn. Những người mà làm trong ngành nghề này là dường như thay đổi cái thu nhập họ rất là lớn, thu nhập đang giảm rất là sâu. Họ bây giờ người ta phải chuyển đổi ngành nghề để tiếp tục tồn tại. Thì ở đâu đó bất động sản nó cũng có những phân khúc nó phát triển các bạn ạ. À, ví dụ như bất động sản công nghiệp này, rồi những cái thông tin về bất động sản lên thành phố, những cái nơi đó thị trường nó vẫn có những cái bước sôi động nhất định. Nhưng mà nhìn chung trên toàn cả nước á, thì thị trường nó có xu hướng trầm lắng các bạn, chứ không còn sôi động như 4 hoặc 5 năm về trước. Cái này cũng phản ánh đúng cái chu kỳ bất động sản thôi, chứ chúng ta không có gì phải ngạc nhiên hết các bạn. Trong cái chu kỳ nó có lên có xuống, và trong những cái đoạn lên đoạn xuống như vậy, từng phân khúc nó vẫn có những cái đoạn sóng nó nổi lên. Điều quan trọng nhất khi đi đầu tư bất động sản là chúng ta phải làm sao đón được những cái sóng đó. Đó mới là một điều cực kỳ khó, chứ không hề đơn giản đâu các bạn. Ngày nay mình gọi là xin phép được chia sẻ với các bạn một cái bài gọi là xu hướng đầu tư bất động sản năm 2021. Nói về xu hướng đầu tư, mình nghĩ rằng một chủ đề rất là lớn và rất là khó các bạn. Không ai tài giỏi mà có thể đoán được những cái xu hướng. Thứ nhất là về nhận định chung tình hình năm 2021 thì thế giới nào vẫn tiếp tục đối mặt với đại dịch Covid-19. Thế giới hiện bây giờ đang tăng tốc sản xuất Covid và tăng cường tiêm ngừa trên tất cả các nước, đặc biệt là ở nước Mỹ, châu Âu. Việt Nam hiện bây giờ cũng đang nghiên cứu vaccine các bạn, chứ không phải chúng ta phụ thuộc vào các nước ngoài. Tại vì có vaccine nào, thứ nhất là nó không phải nó đắt, nhưng vấn đề là người ta tiêm trên một cái diện rất là rộng. Trên thế giới này có 7 tỷ dân, không có nhà máy nào sản xuất trong một thời gian ngắn để cung cấp đủ một cái liều lượng như vậy. Cho nên Việt Nam mình phải tự cứu lấy mình cái đã các bạn ạ. Việt Nam cũng đầu tư khá là nhiều tiền để sản xuất ra vaccine tiêm ngừa cho người dân của mình. Mình hy vọng rằng trong năm nay sẽ có vaccine thì mọi thứ nó bình thường trở lại các bạn. Nước Mỹ vẫn tiếp tục là đầu tàu kinh tế thế giới, tiếp theo là Trung Quốc và châu Âu. Ba cái định chế kinh tế này vẫn dẫn dắt nền kinh tế thế giới, chứ không có gì thay đổi hết các bạn ạ. Như các bạn biết thì đợt vừa rồi là Quốc hội Mỹ đã thông qua một cái gói cứu trợ là 2.300 tỷ. Cái gói thứ nhất là 3.000 tỷ đã giải ngân hết rồi. Bây giờ cái gói này tiếp tục được bơm vào nền kinh tế thì nền kinh tế hỗ trợ những cái thiệt hại mà dịch Covid-19 đã gây ra. Mình nói các bạn, nước Mỹ có rất là hay các bạn. Nó bơm tiền nhiều như vậy nhưng mà nó không gây lạm phát các bạn. Có nhiều nguyên nhân, mà trong đó có một nguyên nhân là như bạn biết là đồng tiền đô là đồng tiền chung của thế giới, không phải là đồng tiền riêng của nước Mỹ. Cho nên nước Mỹ bơm ra 2.300 tỷ hay là mấy ngàn tỷ đi chăng nữa, nhưng mà cho thế giới người ta xài nữa, chứ không phải riêng gì nước Mỹ đâu các bạn. Cho nên vì sao nước Mỹ nó không có lạm phát. Còn Việt Nam mà mình nói bạn bơm cỡ vài tỷ đô la là lạm phát nó lên lập tức liền các bạn ạ. Còn về Việt Nam thì ngân hàng thế giới người ta nhận định rằng Việt Nam sẽ khôi phục kinh tế hoàn toàn và mức tăng trưởng là khoảng 6%.
Đợt vừa rồi Quốc hội cũng đưa ra chỉ tiêu là tăng trưởng kinh tế GDP năm 2021 là 6%, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề ra mức cao hơn, đó là quyết tâm đạt cái GDP là 6,5% và cái CPI là 4%. Đây là một trong những cái cơ sở mà chúng ta tin một điều rằng cái thị trường bất động sản năm 2021 ít nhiều nó có những cái khởi sắc nhất định các bạn. Nước lên thì thuyền lên thôi, cái đó thì quy luật chung rồi các bạn. Xu hướng bất động sản năm 2021 thì có một số cái điểm mình chia sẻ với các bạn như thế này. Thứ nhất là những cái căn hộ chung cư, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, phía Bắc thì ở Hà Nội, thì đây là những sản phẩm rất chi là chủ lực. Vì sao đây là những sản phẩm chủ lực các bạn? Tại vì Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất chật người đông. Cái quỹ đất này không còn nhiều. Vì vậy mà các căn hộ chung cư ấy, thì được người dân người ta ưa chuộng hơn. Và khi bán ra thị trường thì cái mức giá của nó nằm ở mức vừa phải, ví dụ tầm tầm cỡ 2 3 tỷ thì nhiều người dân người ta có khả năng tiếp cận được một bất động sản. Còn đất này là tầm tầm 5 đến 7 tỷ là dường như nó cũng có một khoảng cách khá là xa so với phần đa cái thu nhập của người dân. Còn Bình Dương hay Đồng Nai và một số tỉnh thành khác người ta vẫn thích các căn hộ chung cư á, tại vì đây là những cái tỉnh thành phát triển mạnh về công nghiệp. Công nghiệp thì như bạn biết thì có cái lượng công nhân hoặc là những cái chuyên gia người ta vẫn thích ở căn hộ chung cư hoặc là những căn hộ cao cấp gì đó. Thì nôm na đây là những sản phẩm chủ lực của những cái thành phố như vậy. Những cái tỉnh thành mình nói các bạn là có những cái chung cư hay là căn hộ bán không được các bạn. Ví dụ như ở Đà Nẵng mình mà các bạn mà mua căn hộ chung cư là các bạn rất là khó bán. Đà Nẵng là phải nói là đất này, người ta rất là thích đất này các bạn. Năm 2020 thì có một cái tổng kết thì Bình Dương á, các tỷ lệ mà hấp thụ là đạt đến 97%, đứng đầu cả nước. Tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh là 82% và Hà Nội là 69%. Mặc dù cái căn hộ năm nay số lượng nó giảm các bạn, nhưng mà cái tỷ lệ hấp thụ như vậy là khá là cao các bạn. Thị trường nó đang trầm lắng như vậy thôi mình đánh giá là rất là tốt. Và một cái đặc điểm cái năm vừa rồi nữa là giá không giảm các bạn ạ. Giá có xu hướng là tăng từ 2 đến 5%, đặc biệt là ở Bình Dương là tăng giá rất là cao các bạn. Có nơi là tăng 20, 30, thậm chí là tăng đến 50% trong vòng một năm thôi các bạn. Những ai đầu tư căn hộ ở Bình Dương năm vừa rồi là dường như họ cơ bản là có những cái lợi nhuận cũng khá là tốt. Còn các tỉnh khác ở Việt Nam chúng ta thì người ta có xu hướng đầu tư đất nền, nhà phố. Như bạn biết thì dân một số tỉnh thành khác họ chưa có cái thói quen ở chung cư hoặc ở căn hộ thì phần đa là người ta chuộng đất nền hơn. Ở đó thì có thể là có những quỹ đất rất là tốt. Người dân thì người ta chủ yếu là sản xuất nông nghiệp một phần nhỏ nhỏ, người ta sống ở đô thị. Nhờ cái quỹ đất rộng rãi nhưng nay người ta có xu hướng ở đất nền nhiều hơn các bạn ạ. À. Và một cái xu hướng mà theo mình cũng khá là quan trọng đó là bất động sản công nghiệp. Bất động sản công nghiệp thì như bạn biết thì nhà xưởng hoặc là nhà cho thuê á, nôm na là như vậy, thì có xu hướng dịch chuyển dần ra ở phía Bắc, ví dụ như là Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Vì sao mà có xu hướng dịch ra phía Bắc các bạn? Như các bạn biết thì những cái năm trước đây á, các cái tỉnh ở phía Nam, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh thành khác á, thì cái tốc độ phát triển công nghiệp ở đây rất là mạnh mẽ. Cái tỷ lệ lấp đầy cũng rất là cao các bạn. Và hiện bây giờ cái giá cho thuê đã nhích lên với một cái giá cũng khá là cao rồi. Còn một số tỉnh thành khác tỷ lệ lấp đầy cũng cao, ví dụ như là Phú Thọ, Hưng Yên rồi đó. Nhưng mà cái giá cho thuê bất động sản ở người Bắc có xu hướng nó rẻ hơn miền Nam các bạn. Thì như bạn biết thì cái nhu cầu cho thuê bất động sản hiện bây giờ đang rất là cao khi những cái nhà máy ở Trung Quốc người ta có xu hướng là chuyển về các nước Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng của họ. Ví dụ như Bắc Giang đợt vừa rồi là có cái công ty Foxconn, một trong những cái nhà mà gia công sản xuất những cái sản phẩm của Apple rất là nổi tiếng, ví dụ như iPad, MacBook, và người ta dự kiến là đến nửa đầu 2021 thì sẽ đi vào hoạt động. Thì để hỗ trợ ở cái dây chuyền mới này thì người ta đã đầu tư với một cái khoản tiền rất là lớn, đó là 270 triệu đô la.
Ở Bắc Giang có những khu công nghiệp đã hình thành đó các bạn, ví dụ như Đình Trám, Song Khê, Quang Châu, Văn Trung, Châu Minh, và hiện bây giờ có hai khu đang triển khai rất là lớn, đó là Hòa Phú và Việt Hàn. Đó là những khu này mà tương lai nó đón được những cái dòng đầu tư mới của các nước người ta chuyển về đây. Mình chia sẻ với các bạn những cái bất động sản như thế này các bạn này. Ví dụ như ở phía Nam là cái tỷ lệ lấp đài là thành phố Hồ Chí Minh là 88%, Bình Dương là đến 99% các bạn, Đồng Nai là 94%, Long An là 84% và 79% là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy là xem như cái quỹ đất đã không còn nữa các bạn. Ở Hà Nội cũng rất là tốt, Hưng Yên cũng rất là tốt các bạn này. Ở Hải Phòng là đạt đến 73%. Nhưng mà như bạn biết vì sao mà cái giá ở miền Nam nó cao? Giá miền Nam cao là chi phí làm cái mặt bằng rất là cao, tại vì người ta bơm dưới sông, người ta đưa lên người ta làm mặt bằng, hoặc là người ta chở đất từ những nơi khác về người ta làm mặt bằng, cho nên cái giá đầu vào rất là cao. Còn ở miền Bắc thì như bạn biết có sẵn cái địa thế là rừng đồi núi, người ta chỉ ban bạc ra thôi, cho nên cái chi phí nó thấp hơn, vì vậy mà cái giá cho thuê nó rẻ hơn. Nói về cạnh tranh giá thì rõ ràng thì bây giờ phía Bắc đang có rất là nhiều lợi thế. Vì sao mà cái bất động sản công nghiệp sắp tới có xu hướng là người ta dịch chuyển ra phía Bắc các bạn ạ? À, tất cả đều có cái lý của nó các bạn. Ở Phú Thọ như bạn biết là có những khu công nghiệp rất là tốt, ví dụ như Hạ Hòa này, Cẩm Khê này, Phú Hà, Tâm Nông, Phù Ninh, Thụy Văn, Trung Hòa. Đó là những khu công nghiệp có những cái đã đi vào mấy năm rồi, cùng có những khu hiện bây giờ người ta đang tiếp tục mở rộng, ví dụ như Cẩm Khê, Hạ Hòa. Đó là những khu cũng rất là đáng chú ý các bạn. Hưng Yên thì có những cái khu ví dụ như là Phố Nối A này, Yên Mỹ 2 này, Măng Quang, Tân Dân, Thăng Long 2, Phố Nối, Yên Mỹ, Kim Động, Minh Đức, Lý Thường Kiệt. Đợt vừa rồi Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý là bổ sung các khu công nghiệp là Thăng Long 2 mở rộng ở giai đoạn 3 với quy mô là 180 ha. Đóng ở phường Chí Kiên, các bạn mà ở cái địa phương này mình nghĩ các bạn rất là rõ. Và thêm một cái khu công nghiệp nữa là Yên Mỹ 2 mở rộng với diện tích là 216 ha. Các bạn thấy là quỹ đất làm khu công nghiệp ở miền Bắc là còn rất là dồi dào các bạn. Ở miền Bắc điều kiện hạ tầng mấy năm nay cũng phát triển rất là mạnh, ngay cả tỉnh này cũng phát triển hạ tầng rồi, những cái con đường vành đai, những con đường cao tốc đang đầu tư ở đây rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là những cái tỉnh thành này các bạn biết là nó nằm xung quanh Hà Nội. Một cái xu hướng thứ ba mình nghĩ cũng rất là quan trọng nữa là bất động sản nhà vườn này, bất động sản ven đô và bất động sản các cái tỉnh lân cận, những cái thành phố lớn, nó có xu hướng phát triển cũng rất là tốt các bạn. Bất động sản nhà vườn mình nghĩ đây là một cái xu thế lâu dài và càng ngày nó càng trở nên hiện hữu các bạn. Có nghĩa là khi thu nhập con người tăng lên thì người ta muốn sở hữu căn nhà thứ hai để làm gì? Để cuối tuần người ta về cùng với gia đình bạn bè đó, về ở nông thôn để vui chơi giải trí, để xả stress những ngày thật là vất vả ở đô thị. Các bất động sản nhà vườn những năm gần đây phát triển rất là mạnh các bạn. Đặc biệt những người Hà Nội người ta thích về Sóc Sơn nè, rồi người ta về Hòa Bình nè. Còn ở Sài Gòn thì người ta thích về Long An hay Đồng Nai vậy đó, ví dụ như vậy. Còn ở Đà Nẵng mình thì người ta có xu hướng về các xã của huyện Hòa Vang, hoặc là người ta về Quảng Nam. Còn bất động sản ven đô thì mình nghĩ rằng đây là cái dòng sản phẩm dành cho những người thu nhập thấp. Ở trung tâm là các càng ngày giá nó càng đắt, cho nên người ta có xu hướng dịch dần ra ở ven đô, mua những cái sản phẩm nó vừa vừa tiền thôi. Mình nói các bạn á, nó là ven đô, bữa nay mình nói là những cái sản phẩm mà dưới 1 tỷ là tìm cũng đỏ con mắt chứ không hề đơn giản đâu các bạn ạ. À, ở Sài Gòn, Hà Nội bữa nay 1 tỷ là các bạn mua không ra rồi. Còn ở Đà Nẵng mà nói các bạn 1 tỷ là bữa nay các bạn phải đi hơi xa một tí á. Cho nên là ai mà có những cái dòng tiền mà không vay không mượn á, thì mình cho rằng các bạn nên mua những cái bất động sản ven đô là vừa. Còn không á, tầm tầm cỡ vài năm nữa mình nói các bạn, có sản phẩm 1 tỷ á, là dường như là nó tuyệt chủng luôn, không còn nữa đâu các bạn. Mình không dám khẳng định gì đó nhưng mà mình thấy cái xu hướng là như vậy các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Bây giờ cái đất ở trung tâm nó quá nhiều tiền rồi. Bây giờ người ta đầu tư đó, khả năng mà tăng giá nó không có còn nữa. Cho nên các nhà đầu tư người ta có xu hướng là người ta mua đất ở vùng ven, hướng đến cái lâu dài. Các bạn mà chậm chân, trong vòng vài năm sau là các bạn phải mua lại những sản phẩm đó của các nhà đầu tư. Mà các bạn mua lại thì rõ ràng giá nó lên một cái mức cũng khá cao rồi.
Nên các bạn mà có dòng tiền nhàn rỗi mà bây giờ có chưa thể mua đất được ở trung tâm thì cố gắng mua được một đất ở ven đô. Ở nơi đó có hạ tầng tốt, nơi đó có điện, có đường, có dân cư sinh sống thì các bạn mua, các bạn cứ đóng cọc đó các bạn. Sau này mà các bạn có điều kiện thì các bạn bán đi, các bạn thêm tiền, các bạn mua dần dần từng tiếng về về thành phố. Còn chưa có thì dù muốn hay không cũng có một miếng đóng cọc đó. Đất ven đô mình nghĩ càng ngày càng tăng chứ không bao giờ giảm đâu các bạn. Mình khẳng định các bạn điều đó. Và một cái bất động sản mình nghĩ cũng rất là quan trọng nữa là bất động sản các tỉnh lân cận, các cái thành phố lớn. Như bạn biết thì các năm gần đây là các cái thành phố lớn ví dụ như Hà Nội, Sài Gòn á, là đất rất là đắt rồi. Cho nên các nhà đầu tư người ta có xu hướng là dịch chuyển sang các tỉnh lân cận. Ví dụ như người ta về Đồng Nai này, người ta về Bình Dương này, người ta về Bà Rịa Vũng Tàu này, người ta về Long An này. Các cái chủ đầu tư lớn người ta có xu hướng là về các cái tỉnh đó người ta làm. Chứ còn bây giờ thành phố Hồ Chí Minh giá cao rồi làm không có nổi. Hà Nội thì người ta cũng có xu hướng dịch sang các tỉnh khác. Thì đó là một cái xu hướng mà đã hiện hữu rồi và nó sẽ tiếp tục phát triển đến năm 2021. Các năm sau mình nghĩ là một cái xu hướng đi của các cái nhà đầu tư lớn các bạn. Chứ còn quỹ đất ở trung tâm các cái tỉnh lớn, các thành phố lớn là dường như không còn quỹ đất. Hoặc còn để chăng nữa với một cái giá rất là cao, không dễ gì có thể mà làm được. Bây giờ dân người ta ở đài rồi, anh không thể nào anh giải tỏa, anh đền bù được, rất là khó các bạn. Tuy nhiên năm 2021 thì có một số dòng sản phẩm sẽ tiếp tục khó khăn. Ví dụ như là bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch, những cái dòng sản phẩm hình thành trong tương lai, ví dụ như condotel, những khách sạn resort sẽ tiếp tục chịu tác động của dịch Covid-19 khi Việt Nam vẫn chưa mở cửa lại bầu trời. Người dân thì có xu hướng là cũng hạn chế đi du lịch. Mình nói bằng những cái dòng mà chủ yếu phục vụ cho du lịch thôi, nhưng mà mấy anh nó không tới là coi như cũng ngồi để đứng ngó thôi chứ không biết làm gì trơn á. Có là sầu cũng đẹp đó cũng chịu thôi. Mai đau thì người Việt Nam mình đi họ họ đau, nhưng mà số nó cũng không nhiều đó các bạn. Những người mà đi du lịch được thì cơ bản là họ cũng giàu có thì họ cũng đi cũng nhiều rồi. Bây giờ làm sao mà có cái giá nào nó hợp lý, những cái người lao này người ta không thể người ta đi được thì người ta được hưởng thụ cái này thì thế mới hay. Chứ còn cơ bản mình nói bạn không có cái chính sách mới là cũng rất chi là khó có thể mà khôi phục được cái những cái dòng sản phẩm này. Còn nó theo thì như bạn biết thì pháp lý cũng không có rõ ràng, nhiều anh chủ đầu tư làm mất uy tín quá cho nên là ảnh hưởng đến cái dòng sản phẩm này. Và cộng với dịch Covid này ảnh hưởng nữa cho nên condotel lần này có xu hướng là khó khăn hơn. Chưa biết là khi nào hồi phục. Còn riêng với đất này thì như các bạn biết thì nhà nước hiện bây giờ đang siết chặt quản lý. Sản phẩm sẽ không còn dồi dào như những cái năm trước nữa. Rồi, quan trọng nhất là cái giá như thế nào? Cái giá năm 2021 có gì thay đổi không? Nó có giảm có tăng gì không? Theo nhận định cá nhân của mình là giá bất động sản năm 2021 là không giảm. Và nhìn tổng thể thị trường là có xu hướng đi ngang nhiều hơn. Tuy nhiên, tùy theo mỗi thị trường, tùy phân khúc, nó vẫn có những cái bước phát triển. Ngày 9 tháng 12 là Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết là thành lập thành phố Phú Quốc. Sau khi thành lập thành phố Phú Quốc thì thành phố sẽ có 9 cái đơn vị hành chính cấp xã, gồm có phường Dương Đông, phường An Thới và bãi xã, gồm có Dương Ninh, Dương Tơ, Gành Dào, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. Và đợt vừa rồi đây là Hội đồng Nhân dân huyện Phú Quốc đã thông qua kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 với số vốn là 17.000 tỷ đồng, được huy động từ vốn ngân sách, tiền đấu giá đất và các công trình như trụ sở cơ quan công quyền, sân bay cũ sẽ được đầu tư hạ tầng một cách mạnh mẽ nữa. Ví dụ như đường Trần Hưng Đạo, đường ven biển, các công trình trọng điểm như hồ điều tiết nước ngọt, các dự án tái định cư. Mình nói các bạn, Phú Quốc là một hòn đảo ngọc, xung quanh là bao bọc, điều kiện thiên nhiên cực kỳ đẹp, bãi biển còn rất là hoang sơ, tiềm năng còn rất lớn. Đợt vừa rồi có những đợt sốt, nó đã làm cho Phú Quốc bị chẻ nhỏ, bị băm nát. Nhưng mình nói các bạn, điều đó sẽ được khắc phục trong thời gian đấy. Sẽ có những chấn chỉnh làm sao cho Phú Quốc có những cái quy hoạch một cách đúng đắn, triển cho hết cái tiềm năng của nó. Mình dẫn chứng cho các bạn,
Năm 2020 là Kiên Giang thu hút được 23 dự án với tổng số vốn là hơn 20.000 tỷ đồng. Thì riêng ở Phú Quốc thôi là đã thu hút được 20 dự án. Trong đó tiêu biểu nhất là khu phi thuế quan 100 ha với số vốn công kết là 6.800 tỷ đồng. Đặc biệt là dù là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng mà năm 2020 Phú Quốc vẫn đón được gần 3 triệu lượt khách. Đây là một con số rất lớn các bạn. Để thấy một điều rằng Phú Quốc có một sức hút là vô cùng lớn. Theo dự kiến là đến năm 2030 thì sẽ có hơn 18 vạn người từ đất liền ra đảo an cư lạc nghiệp. Trong đó có không ít nhân sự chất lượng cao, chuyên gia trong và ngoài nước. Một cái lượng người ra ở như vậy thì nhu cầu bất động sản chắc chắn là sẽ tăng cao các bạn. Đó là chưa nói phục vụ của du lịch các bạn. Mà đặc biệt Phú Quốc là phải nói đến du lịch. Đường hàng không phát triển, đường biển phát triển là Phú Quốc sẽ phát triển. Theo tiến sĩ kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, ông ta cho rằng khi lên thành phố, đảo Ngọc sẽ khoác lên mình những chiếc áo mới về cơ chế vừa vàng cho những cuộc bứt phá về đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng trong việc gia tăng giá trị bất động sản. Tuy nhiên, mọi thứ cần phải có thời gian và phải có một tầm nhìn dài hạn. Không có gì gọi là ăn sổi ở thì đó các bạn, không có gì mà tự nhiên mà có. Cách đây mấy năm khi mà Phú Quốc đang rộ lên những cơn sốt đất, báo chí tung hô một cách quá đáng các bạn. Người ta nói rằng trong vài năm nữa hoặc là vài chục năm nữa là Phú Quốc sẽ thành Singapore. So sánh như vậy là quá khập khiễng các bạn ạ. Singapore dù muốn gì không, nó vẫn là một đảo quốc. Điều kiện tự nhiên của họ khác. Cơ chế chính sách người ta khác rất là nhiều của mình. Mình không nên so sánh một cách nó què quạt như vậy. Có thể so sánh Phú Quốc với một cái địa điểm du lịch nào thì theo mình là nó mang chất tương đồng hơn. Còn báo chí người ta tung hô như vậy là quá đáng các bạn. Làm cho nhiều người mơ màng. Đó mình nói bạn có khi đó là những cái chiêu người ta đồn thổi để người ta bán đắt thôi. Các bạn đừng có tin. Phải nhìn những đúng thực tế các bạn. Vào tháng 12 vừa rồi thì Thường vụ Quốc hội cũng đã ra một cái nghị quyết là thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở là sáp nhập 3 quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Khi mới vừa có thông tin thôi là thị trường bất động sản ở nơi đây là cực kỳ sôi động và giá đã tăng lên vài chục phần trăm rồi các bạn. Khi thành lập thành phố không phải là một cái tên đâu các bạn ạ, mà có sự thay đổi về chất, thay đổi về cái lõi bên trong của nó. Mình lấy ví dụ, khi mà đã lên thành phố rồi là có sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ. Ví dụ khi mà là một quận á, thì mọi thứ chúng ta phải xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ á, đã thành phố Thủ Đức rồi á, thì thành phố có Ủy ban Nhân dân, rồi có cái Hội đồng Nhân dân và có người ta được quyền thu chi ngân sách. Người ta cũng được quyết định cái việc đó các bạn. Hoặc là công tác bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ nó sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức người ta làm. Vì vậy nó sẽ chắc chắn là nó sẽ nhanh, nó gọn hơn. Nó bỏ bớt những khâu không gian đi. Và điều đặc biệt nữa là phát triển về hạ tầng ở đây một cách rất là mạnh mẽ. Nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ hơn. Các cái nhà đầu tư người ta về đây. Các cái tập đoàn lớn người ta về đây. Người ta bỏ tiền ra. Người ta làm chắc chắn là thành phố sẽ cực kỳ sôi động. Cái dân số cơ học người ta sẽ về đây. Dân số cái hỏng quan trọng lắm các bạn. Làm gì làm và cái dân sống nhưng không có dân là không có dân bó tay cũng còn thôi. Nói gì nói với các bạn, khoác lên mình một cái giấy tờ gì mà nó gọi là dân thành phố Thủ Đức nghe nó cũng quách chứ đâu và đơn giản nào các bạn. Rồi cơ chế thuận lợi là nhiều thứ, nhiều yếu tố như vậy. Nó tạo một cái động lực mới cho cái thành phố Thủ Đức phát triển. Còn ở vùng trung tâm, ở quận nhất hay là một số quận khác, nó đã phát triển cao rồi, giá đã đâu lên một cái giá quá cao rồi, cái động lực phát triển dường như là nó cũng cạn kiệt rồi. Cho nên những cái thành phố mới mà khoác những cái cơ chế chính sách mới, mình nghĩ rằng nó tiếp tục phát triển. Đợt vừa rồi cái giá tăng, mình nghĩ rằng có sự ảo trong đó, nhưng mà cái ảo nó dần dần trong vòng 5 năm, 10 năm nó sẽ thu ngắn được cái khoảng cách ảo đó các bạn. Có nghĩa là nó phát triển một cách thực chứ không còn là ảo nữa. Tất nhiên bây giờ chúng ta nói có khi là các bạn cũng không có tin. Nhưng mình nói đó là một cái xu hướng mà không thể nào đảo ngược được các bạn. Lên thành phố chắc chắn là giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng cao nữa.
Hiện bây giờ cái giá bất động sản ở quận 2, quận 9, Thủ Đức đã dần dần vượt xa cái thu nhập của người dân ở nơi đây rồi. Nhưng mà không thể nào làm ngược lại đó các bạn, không thể thay đổi được điều đó. Có khả năng sau này có những dòng sản phẩm khác để nhiều người tiếp cận. Còn những cái sản phẩm đất này, những cái vị trí đẹp là dường như giá đã đâu khá cao rồi. Bây giờ các bạn phải có tiền thật nhiều mới đầu tư vào những khu vực này chứ không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Và một cái thành phố mình nghĩ sẽ có những sôi động trong thời gian đấy là thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa như các bạn biết thì đặc biệt là có những con đường cao tốc này, rồi có những cái ông lớn về đây người ta đầu tư Vingroup, Sinh Group, FLC, người ta đã tàu đầu tư vào đây cũng khá là nhiều tiền rồi. Đợt vừa rồi Quốc hội đã thông qua thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, mà khi là khoác cái áo lên phường nó cũng khác các bạn ạ. Nó sẽ phát triển một cách là tốt hơn các bạn. Có đường cao tốc mà từ Hà Nội mà về Thanh Hóa đã được thông rồi, mình nghĩ là Thanh Hóa sẽ phát triển rất là mạnh mẽ nè. Đặc biệt là có sự đầu tư rất là mạnh mẽ của tập đoàn Vingroup, Sinh Group, FLC và một số tập đoàn khác về đây nữa. Thanh Hóa là đất cũng rộng, dân cũng khá là đông, con người ở đây làm việc rất tốt. Mình nói các bạn những công trình xây dựng á, không có người dân Thanh Hóa mà nói các bạn làm không sao đâu. Dân Thanh Hóa làm việc cật lực, làm rất giỏi các bạn, siêng năng cần cù. Và những người tài là nằm ở tỉnh Thanh Hóa, các bạn xem là lịch sử Việt Nam á, các ông vua ông chúa là bắt đầu từ Thanh Hóa mà ra hết các bạn ạ. Cho nên vùng đất này là vùng đất linh thiêng, linh địa đó. Cho nên là trong vòng 10 năm tới mình nghĩ Thanh Hóa sẽ phát triển rất là vượt bậc. Cho nên các bạn ở tỉnh Thanh Hóa đừng đi đâu xa đây, nên chú trọng vào đầu tư ở địa phương của mình là tốt hơn nhất. Nhiều khi chúng ta cũng không cần thiết mà đánh bắt xa bờ đâu, hãy đi cái thị trường nào mà mình thông thạo nhất, đi cái nơi nào mà mình sống từ nhỏ lớn mình biết vừa rõ nó nhất, từng ngóc ngách, từng cái nơi mà con đường mà mình đi qua, cái gì mà mình thông thạo nhất là có khi là mình làm tốt nhất. Cố gắng mình lượm trùm địa phương của một cái khu vực nào đó là có khi là các bạn cũng tạo tiền, không cần thiết mà vắt tiền đi đi khắp nơi mà cái nơi mà các bạn cũng không có rành lạ lắm. Và một cái xu hướng mình nghĩ rằng sắp tới sẽ tiếp tục hiện hữu và tiếp tục là một cái xu thế của các nhà đầu tư nhỏ, đó là đi theo các ông lớn. Mình nói các bạn, các ông lớn này giống như ông chim đại bàng, giống như những con sếu đầu đàn dẫn dắt thị trường. Khi mà các anh này đầu tư ở địa phương nào là nó đem giá trị thực sự cho cái địa phương đó và có sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Ở Việt Nam mình có rất là nhiều thương hiệu nhưng mà mình đánh giá hai thương hiệu rất là cao, đó là Vingroup và Sinh Group. Hai cái tập đoàn này là có thương hiệu, có uy tín, tài chính rất là mạnh. Và trên thương trường họ không còn là cái thương hiệu của quốc gia nữa mà họ vươn ra tầm thế giới rồi các bạn. Có thể nói đây là những cái tập đoàn là niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta. Không dễ gì mà có những cái tập đoàn lớn mạnh như vậy các bạn. Các bạn nhớ là lịch sử của Hàn Quốc á, họ có những cái chain bone đó, ví dụ như là Hyundai, Daihu, rồi Samsung, những cái tập đoàn nó nâng tầm của quốc gia của họ lên. Người ta biết Hàn Quốc là người ta biết những cái tập đoàn này trước các bạn. Thì mình nghĩ rằng chúng ta đầu tư mạnh mẽ vào những cái tập đoàn như Vingroup, Sinh Group hay một số tập đoàn Trường Hải ô tô như vậy. Người ta sẽ biết cái Việt Nam là qua những cái sản phẩm của những cái tập đoàn này. Vì vậy mà đi theo những cái tập đoàn này nó luôn luôn có những ưu thế nhất định các bạn. Vì những cái tập đoàn này nó tạo ra cái giá trị và cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Mình nói các bạn riêng tập đoàn Sinh Group á, đầu tư ở thành phố Đà Nẵng mình mà ai đi theo mà từ trước đến giờ là trở thành tỷ phú đô la hết các bạn ạ. Và điều đó mình là chứng kiến, mình thấy rồi các bạn. Mình chia sẻ thêm một ý nữa các bạn. Trong một cái mùa dịch Covid nó vẫn đang hiện hữu, mọi thứ còn ở phía trước. Tất cả những cái xu hướng mà mình chia sẻ thì mang tính chất cũng gọi là định hướng thôi các bạn. Nhưng mà đi vào cụ thể chi tiết thì các bạn phải luôn luôn nhớ những cái điều này. Trong cái mùa Covid mọi thứ đòn còn khó khăn thì các bạn phải ưu tiên mua bất động sản đã có pháp lý rõ ràng, đặc biệt là có sổ hồng, mua những cái vị trí tốt, có đường giao thông thuận lợi. Thứ hai là ưu tiên mua những cái bất động sản tạo ra dòng tiền. Ví dụ như thị trường nó sôi động thì
các bạn mua sản phẩm nào các bạn bán được, nhưng thời điểm bây giờ là các bạn phải chọn mua những bất động sản có những vị trí tốt, có hạ tầng giao thông tốt, có nơi đó có dân sinh sống, có khả năng các bạn cho thuê được. Bí lắm thì các bạn cho thuê bao nhiêu tiền cũng được, nó dớt dắt được đồng nào là hai đồng đó. Nó còn hơn các bạn mua một cái bất động sản nó giữa trời mây đang bay, để đó không ai làm được chi ta, thậm chí là để cho bò ăn cỏ thôi chứ còn không giải quyết được vấn đề. Thứ ba nữa là các bạn không nên vay quá mức. Thời điểm này rất là khó như mình nói rồi đó. Các bạn có tài chính vững vàng thì các bạn mới vay, và vay theo một cái mức vừa phải thôi, chứ không có nên hòm lắm, tại vì thị trường thanh khoản rất là kém. Tốt hơn nhất là đầu tư bằng tiền nhàn rỗi của mình. Đầu tư xong là không có đau đầu, không có nhức óc, không có lo lắng hay nhiều, mua xong là để đó. Chờ một thời gian nữa rồi tính tiếp. Đầu tư bất động sản là phải tính dài lao, và có một cái thời gian rồi nó mới khôi phục dần dần thì bất động sản mới tăng giá. Với điều kiện là các bạn có mua giá hợp lý các bạn ạ. Các bạn đừng có mua vào có những cái bất động sản mà tin đồn. Mua cái bất động sản mà nó đã lên một cái giá cao rồi thì các bạn mua đó thì nó không còn hợp lý nữa. Thị trường nó không thanh khoản được, hoặc là có những cái tin bất lợi là thị trường nó đứng, nó có chiều nó đảo chiều nó đi xuống là coi như các bạn coi như các bạn mất vốn rất là cao. Thứ năm nữa là chúng ta tránh xa những cái bất động sản không có sổ này, đất vườn, đất rừng, đất nông nghiệp. Đất vườn, đất rừng là nó mang chất sản xuất, các bạn trồng cây, trồng rừng thôi. Mà mục đích chúng ta là mua đất ở để đầu tư mà. Hai cái tính chất khác nhau các bạn. Đất nông nghiệp là để dành cho những người dân địa phương, còn chúng ta người địa phương khác mua là cũng không làm được gì được đâu. Đất nông nghiệp các bạn mà chuyển đổi được mục đích sử dụng là với điều kiện là các bạn có mối quan hệ rất là rộng lớn thì các bạn mới làm được. Còn không là các bạn mua sang cũng không làm gì được. Có khi vài năm sau bán lại lỗ. Và một điều mình lưu ý các bạn là những nơi nào giá đất đã tăng gấp 2-3 lần trong năm rồi thì các bạn cũng xem xét lại. Xem lại thử nó còn động lực tăng trưởng hay là không. Hoặc là cái giá nó đã lên cao rồi, nó sốt, nó ảo rồi thì nên dừng lại, không có tham gia nữa. Chờ thị trường nó đau lần lần, nó nguội dần thì lúc đó mới các bạn mới tham gia lại được. Còn nó đang sốt, nó đang nóng thì các bạn đừng có tham gia. Tham gia đó là dành cho những người mà người ta đã có những cái sức mạnh vốn, người ta có những cái đội nhóm người ta làm. Cơn sốt có nhiều cái ngặt nghề như thế này các bạn nè. Có khi các bạn thắng 4-5 trận, nhưng mà chỉ cần một lần mắc cạn thôi là coi như các bạn không chết. Có chuyện là có lướt sóng bạn có cái ngặt nào cho đó. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý vào vấn đề mà đầu tư những cái nơi mà đã sốt ảo. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn chia sẻ như vậy thôi. Mọi thứ đều ở phía trước, nhận định mang tính chất cá nhân. Lĩnh vực bất động sản là một lĩnh vực phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Tất cả những cái gì mình nói mang tính chất chia sẻ nó không hoàn toàn đúng. Nó có thể là nó sai hết các bạn. Nhưng dạo gì thì dạo mình cũng có một cái gọi là tổng quát. Trong quá trình mình làm có điều gì sai sót hay như thế nào thì mình từ từ mình điều chỉnh sau. Còn dù muốn gì thì cũng có con đường để mình biết, để mình đi. Những chuyên gia người ta nói đặc lắc của chị mà ủng hộ chị nay mình. Hôm nay mình chỉ nói mà anh chắc chia sẻ cho vui thôi. Rồi, mình bye bye các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm tin, vui tươi thành đạt, đánh đau thì thắng đó. Rồi, bye bye chào các bạn ạ.